chương trình Bí Kíp. Yeah! Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và hôm nay chào đón hai siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Mâu Thủy. Sẽ có một người, người ta sẽ đi ngay giữa, người ta tách hai tụi em ra. Wow. Thôi bây giờ cứ đứng đó đi, giới thiệu nam thần của làng kịch, anh Tú. Wow. Wow. Ghê ghê. Ôi, đẹp trai quá. Ôi, nét chữ của Mâu Thủy nè. Trời ơi, trời ơi, không có nhẹ. Ai ác quá, Tú ơi, cái chân đi kỳ quá, Tú ơi, đi đi chợ vậy Tú. Trời ơi, kỳ quá. Nói gì nữa quý vị ơi, hôm nay hai người đẹp thì phải có Tú xem họ có lấy được bí kíp vàng của chương trình hay không. Các bạn đừng rời máy, chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút. Kiếp vàng à, Thánh không hớt ơi. Không đó. Chị hôm nay em đang xì tai CEO mà chị kỳ quá, chị bắt em chở cho con người thật của em lắm à. Em phải gồng lắm mấy chị không? Đây. Hôm nay em gồng dữ lắm. Yến ơi, hồi nãy em dặn chị là phải kêu em là bé Yến đúng không? Dạ. Bé Yến ơi. Bé Yến 22 tuổi. Bé Yến 22 tuổi. Chị bé có biết cách nào để mà lột vỏ trứng hoặc là vỏ tỏi nhanh không? À, lột vỏ tỏi là như bỏ vô cái hộp, bỏ miếng muối xóc lên, hổ văn hết tỏi ra là vỏ ra. Ôi, nghe Tú nói đây. Tú, bí kíp của em là gì? Em đã tự nấu ăn và em phát hiện ra một công thức là khi mình muốn lột vỏ tỏi, vỏ trứng nhanh á thì mình phải bỏ vô một cái hũ, đầu mình lắc. Như là bartender vậy đó chị. Mình lắc các kiểu, cái hồi mình đổ ra vỏ ra vỏ và trứng ra trứng. Đó, còn ăn được không? Tùy theo mình lắc chứ chị. À, tùy theo mình lắc ha. Cái này là mẹo nè, cho nên chị mới hỏi cái đó liên can tới cái này nha. Cho tỏi vào lò vi sóng một thời gian ngắn sẽ giúp bóc tỏi nhanh hơn, đúng hay sai? Mâu Thủy lại đề là đúng, lý do tại sao ạ? Tại vì nếu mà em nghĩ là khi mà cho tỏi vào lò vi sóng thì nó một phần nào đó nó sẽ chín, mà nó chín nó sẽ nhỏ lại một chút xíu, lúc đó mình lột cái vỏ tỏi ra thì nó dễ dàng hơn. Coi em có trùng khớp với chương trình hay không? Dạ. Đáp án trùng khớp là... Wow. Chỉ cần cho tỏi vào lò vi sóng 15 giây, phần vỏ ngoài khi bị bóp nhẹ sẽ dễ dàng tuột ra hơn. Lý do vì phần nước trong tỏi được hấp lên sẽ phá vỡ liên kết giữa vỏ tỏi và ruột. Dạ. Yeah. 15 giây là mình lột nhanh hơn. Ồ, 15 giây và... em tưởng nó cháy luôn chứ. Không, 15 giây à. Nước để lâu là nó cháy luôn nha. Nhớ đó, đúng rồi. Với cái tánh của em lo không hết. Bỏ vô, xong rồi ra ngoài đường dù nó có kêu cỡ nào nó không nghe đâu chị. Thì bỏ vậy. Mua sẵn tỏi băm siêu thị cho lẹ. Cái câu hỏi của chị nha. Nữ tập tạ sẽ làm bắp tay to lên, đúng hay sai? Cả ba đều chọn là sai. Em đúng. Chọn sai là tại vì em cũng có tập tạ. Ừ. Thì cái nguyên lý cơ thể phụ nữ với cơ thể đàn ông nó cũng không khác nhau gì mấy. Ừ. Chỉ là mình tập theo cái bài gì thôi, theo cái liệu trình nào thôi. Đáp án trùng khớp là... Yeah. Đến với câu hỏi thứ ba thì chị sẽ mời các bạn diễn tình huống cho cả nhà mình xem nha. Dạ. Và người hỗ trợ tình huống là Lâm Thắng và Gia Linh. Hai triệu mốt, 4.6 triệu. Trời ơi, chết chết luôn rồi, chết rồi, chết rồi. Tiền điện thế này chết rồi. Cái gì vậy? Chết rồi. Cái gì vậy? Chết rồi. Anh ơi. Hả? Tại sao? Hả? Tại sao? Cái gì anh? Bây giờ có bằng, có chứng đầy đủ rồi. Trời ơi, em xin lỗi anh. Em tính không có cho anh biết đâu mà bây giờ anh biết hết rồi. Em xin lỗi anh nha. Anh ơi, em lỡ hẹn với anh Nguyễn Anh Tú có một lần à. Anh tha lỗi cho em nha. Xin lỗi anh.
Bà bước ra đây. Hả? Em xin lỗi anh mà. Bà mới nói cái gì? Em mới hẹn hò với anh Nguyễn Anh Tú có một lần à. Anh bỏ qua cho em nha. Trời ơi, tôi tính kêu bà ra, tôi nói cái vụ tiền điện tháng này nó tăng lên cao, tự nhiên phát hiện ra cái bà hẹn với thằng Tú. Có chồng rồi thì phải quên tình cũ đi, tại sao bà còn hẹn hò lén lút quay lại nữa hả? Bà nhìn đi, nó hơn gì tôi. Bà nhìn đi nè, ngoại chị nó đẹp hơn tôi, nó cao hơn tôi, nó giàu hơn tôi, nó giỏi hơn tôi, nó thông minh hơn tôi à. Là hơn hết rồi đó. Đó, anh trả lời luôn rồi. Nhưng có một cái nó thua tôi. Cái gì vậy? Tôi gan hơn nó, tôi dám lấy bà. Trời ơi, câu này anh đòn chắc à. Quay lại cái vấn đề này. Dạ. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, cái tiền điện à, tại sao vậy, cứ ở nhà ăn không ngồi rồi mà cứ xài điện dữ vậy? Giờ anh đi làm em buồn quá, biết nhà làm gì đâu thì mở ra rồi rồi coi mấy chị người mẫu nè, chị Hoàng Yến nè, chị Mâu Thủy đi người mẫu đẹp quá mình học theo. Nhưng mà rồi cũng phải biết tiết kiệm cho anh chứ, anh làm khó khăn quá mà. Trời ơi, em biết là tiết kiệm rồi mà kỳ lắm nha, em tính xin anh là cho em tiền để em mua điện thoại mới nè, sạc pin gì mà nó cứ ấy hoài. Chai pin hả? Trời ơi, em ơi nè anh, em coi cái sổ sách đi nè, mới mua cái điện thoại mà tháng này là em thay 3 lần pin rồi đó. Hả? Em xài không có đúng hẹn, chi pin nó chai hoài, phải thay hoài. Nè anh nói em nghe, em coi phim hết pin thì em cắm sạc đi, sạc nhanh như vậy rất nhiều lần vậy á nó sẽ gây chai pin, biết không? Không có. Sao không có được, cãi anh hoài. Không, sạc nhanh làm sao mà chai pin được, trời ơi, ta sạc nhanh là còn tiết kiệm pin nữa. Không tin đúng không? Tin được, anh hỏi bà con này nè. Mọi người ơi, có phải chế độ sạc nhanh trong điện thoại dễ gây chai pin đúng hay sai? Và đó là câu hỏi của chương trình, mời các bạn trả lời đúng hay sai, bấm liền. Đáp án có chưa ạ? Mời đáp án. Mời diễn đáp án. Tất nhiên là sai rồi, trừ khi là cái cục pin hoặc là cái cục sạc á là nó có vấn đề sẵn từ trước. Chứ mà cái việc mà sạc nhanh á là em thấy không bao giờ nó làm cho cái cục pin của smartphone hư vậy lâu dài hết trơn á chị. Dạ, cho nên đáp án là sai. Sai. Cảm ơn hai bạn Lâm Thắng và Gia Linh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Kết thúc vòng 1, 3 bạn mỗi người đem về 2.000 điểm. Wow. Tương ứng 2 triệu đồng. Các bạn ơi, đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút. Thủy trước đi ha. Thủy ở nhà bếp núc giỏi không cân? À, rửa chén á, là em hồi kỳ em có bể một cái chồng chén như nè, bể từ trên bể xuống. Tại sao bể dữ vậy? Tự nhiên bưng lên thì mình lười á anh, cho nên để chồng lên, bưng lên luôn lần thì bể nát luôn. Từ đó về sau ba mẹ em không cho em rửa chén nữa, may quá. Cũng hay, may quá. Cũng hay chị, là một cách để khỏi phải làm việc nha. Không luôn cho mãi mãi. Vậy con Võ Văn Yến, hình như có lần là em lau nhà mà lao sao mạnh bạo quá luôn, dắt luôn cây lau nhà với cái miếng đồ lao ra hai bên, hai miếng gãy ra làm đôi luôn, gà rẻ luôn. Một lần khỏi lao. Tú. Dạ, em rửa chén thì em thích là em rửa là chén nó phải kêu clean shit đó chị. Quảng cáo kêu clean shit luôn. Giống như quảng cáo vậy đó. Thì em rửa rất là nhiệt tình, rửa họ quăng cái dĩa luôn. Quăng cái dĩa luôn. Thôi thì cái này cũng dính dáng đến nấu ăn luôn nha. Khi nấu canh lỡ nêm gia vị quá mặn, cách nào để khiến cho canh nhạt bớt? A. Cho vào nồi canh một ít bột ngọt. B. Cho vào nồi canh một củ khoai tây. C. Cho vào nồi canh một nhánh cần tây. Mời đáp án ạ. Tất cả đều chọn là B, cho một củ khoai tây. Cái này tại sao? Tại sao Thủy? Ba người biết nấu ăn. Tại vì luôn. Em nghĩ là bột ngọt thì không rồi. Thì nhánh cần tây thì em nghĩ nó cũng hơi lạ, chắc củ khoai tây bỏ vô chắc nó hút cái ngọt lên. À vô. Chắc vậy. Em có nấu ăn. Cho nên là khi mà mình nấu canh mà bị mặn quá thì cái khoai tây á nó sẽ hút đi cái chất mặn ở trong đó. À còn Tú thì sao? Dạ em cũng nghĩ như vậy. Và đáp án trùng khớp là cho vào nồi canh một củ khoai tây. Rồi mỗi một bạn đem về 2.000 điểm. Yeah. À Mai Thủy ơi, em á thì em chưa có một cái trải nghiệm như là Yến. Dạ, đợt vừa rồi là nghe đâu là em bị cách ly. Được cách ly chị. Được. Dạ. Và cách ly thì mình phải bịt khẩu trang đúng không ạ? Vâng. Và cái khó nhất là bịt khẩu trang á, làm sao mà cho cái kiến của mình á nó đừng có bị mờ. Dạ. Yeah. À là bịt lấy cái này lại. Dạ. Yeah. Bịt cái mũi sát vô cái mặt luôn thì sẽ không bị bay hơi lên mắt kính. Rồi kinh nghiệm đeo khẩu trang 14 ngày liên tục.
Thực ra em không bị cận nên em không có đeo mắt kính, nhưng mà khi mà em biết là để mà những cái vật bằng kính á mà nó không bị bám hơi nước thì mình nên dùng một miếng xà bông, mình quét vào lớp kính của mình trước xong mình lau đi thì chắc chắn cái vật kính nó không bao giờ bám hơi hết. Cảm ơn chị. Đó là đáp án chương trình, em nghĩ vậy. Ví dụ như mà trong phòng tắm của em á mà kính á em bị sợ không muốn mở thì em phải lau nó qua bằng một xà bông, em lấy cục xà bông em lau trước. Xong em lau lại thì cái kính nó không bị bám hơi nước nữa. Wow. Hay quá. Nhưng mà vô trong cái chỗ cách ly á thì cái cuộc sống của em sao, thoải mái không? Chị phải hỏi em là đem khẩu trang làm sao mà khi tập thể dục em không xỉu á chị. Là đi vô cách ly là ngày nào cũng đi tập hết, mà bước ra khỏi giường của mình là phải đeo khẩu trang liền. Mà vừa tập thể dục mà vừa đeo khẩu trang là tao nó muốn xỉu luôn á chị. Cái trải nghiệm của Yến luôn đó. Dạ đúng. Dạ. Và câu này nó cũng dính đến này, cái mẹo vặt để về khẩu trang nha các bạn nghe. Làm sao để đeo khẩu trang không bị mờ kính khi trời lạnh? A. Thở bằng miệng. B. Đeo hai lớp khẩu trang. C. Lót giấy ăn cho sống mũi. Cả ba đều chọn là C. Lót giấy ăn lên sống mũi. Tại sao lại chọn vậy Tú? Dạ, tại vì em là người bị cận. Em bị cận, em đeo kiến suốt rồi, đi đâu cũng đeo kiến hết. Thì em nghĩ là thở bằng miệng là cái cách mà bình thường ai cũng làm được, nhưng mà mình đâu thể nào mình thở nó bằng miệng hoài thì sao chịu nổi. Đeo hai lớp khẩu trang là càng ngợp hơn và càng khiến cho mình thở nó động mờ trên kiến nhiều hơn. Thì chỉ có lót giấy ăn thì cái đó nó mới lọc được cái hơi nước đó chị. Dạ. Cái hơi nước khi mà mình thở ra. Rồi vậy chị để coi có trùng khớp để lấy điểm hôm nay mới vui hơn. Yeah. C. Lót giấy ăn vào sống mũi là đáp án chính xác. Bây giờ cái câu này sẽ dính dáng tới hai bạn nữ, tại vì về làm đẹp. Nhưng Tú cũng là nghệ sĩ mà đúng không? Yeah. Cho nên mình cũng phải biết một tí về nó ha. Hồi nãy chị có nghe Mâu Thủy nói là ôi em nhức đầu quá, thì bạn thường làm gì hay cái đó chỉ là bạn nhõng nhẽo với người xung quanh? Không, hồi nãy tại vì mấy anh chị đóng kịch đó, xong rồi cười liên tục. Mà em cười liên tục là em hay bị nhức đầu. Yeah. Vậy em đâu có đi coi hài hả em? Buồn thiệt chị, chị nói cao đúng ghê luôn. Nghe tổn thương. Giống như là mình làm một cái cảm xúc gì mà liên tục á, mà mình không kiểm soát được, như là khóc liên tục, cười liên tục hay là nói liên tục á, là em sẽ bị nhức đầu. À vậy hả? Dạ. Chứ không phải là nhõng nhẽo với bạn. Dạ không. Tú có bao giờ làm cái điều đó không? Dạ cái đó thì em nhõng nhẽo thiệt. Nhõng nhẽo thiệt. Chứ chưa bao giờ mà em kiểu mà em cười nhiều quá như Mâu Thủy là bị vấn đề đó. Chỉ có nhõng nhẽo thôi. Dạ mình nói vậy cái người ta massage đầu này nọ. Dạ đúng rồi, kiểu đây đây. Nít thôi. Đó, phải hiểu đó. Ý là những cái hành động ghê ghê đó chắc em không có làm đâu ha. Chị kỳ thị em luôn ấy. Trời bạn trai em mà anh nhức đầu quá, em đạp cho một cái gì đó. Trời ơi. Mà em có làm điều đó với người ta nhõng nhẽo không? Em thì được. Em làm sao? Em làm sao? Nhức đầu quá. Không đâu. Dễ thương không? Và để giúp một người bị nhức đầu, bạn nên làm gì với họ? A. Kéo tay. B. Bấm huyệt nhân trung. C. Bóp mũi mỗi lần 15 giây. Mâu Thủy và bạn Anh Tú đều chọn đáp án là C, có nghĩa là bóp mũi mỗi lần 15 giây. Em nghĩ rồi, nếu mà như vậy nó sẽ giữ oxy lên não của mình. Dạ. Và mình sẽ bớt nhức đầu đi. Bớt nhức đầu. Em còn nghĩ là nếu như mà vậy. Như bạn Yến đang chọn phương án B là nhấn nhân chung là đây đúng không ạ? Nhấn vô không ạ? Phải không ạ? Mỗi lần em nhức đầu thì trợ lý em phải đè em ra bấm lắm. Dạ. Không, thật sự là có bấm cái nhân chung mà chị cái gì nó khác chứ không phải là nhức đầu. Cho nên bây giờ mình coi mình có trùng khớp với chương trình công để mình lấy điểm nha. Dạ. Nhiều người thường trà sát thái dương khi bị đau đầu, nhưng một vài điểm nguyệt khác còn có tác dụng giảm đau tốt hơn, chẳng hạn như dây kéo tay thư giãn toàn bộ cơ thể. Dây tay kéo tay ha, động tác này làm dịch chuyển phần xương thái dương, cho phép các dịch mới lưu thông trong não tủy để làm sạch và nuôi dưỡng cái khu vực này, vực đầu của mình. Massage kéo giãn tay. Hôm nay Yến lụm được bí kíp này đúng không ạ? Lụm được đó chị. Dạ. Vậy mốt lấy được nghe treo hai lỗ tai. Em thấy khán giả với mấy anh Lucy bắt đầu kéo tay rồi đó. Dạ, ai kéo tay đó. Em mình nói nhiều quá. Kéo tay. Vậy là các bạn không trùng khớp cho nên không lấy điểm của chương trình được. Dạ. Kết cả hai vòng thì số điểm hiện tại là Mâu Thủy 6.000 điểm. Anh Tú 6.000 điểm. Võ Hoàng Yến 6.000 điểm. Wow. Chơi chung luôn. Thì không thể nào ba người lên trả lời một lúc được. Yeah. Cho nên là phải có chơi một cái trò chơi nho nhỏ ha. Là chị nghĩ chơi dở trắng dở đen hay nè. Nhiều ra ít chơi. Nhiều ra ít được lên chơi trước ha. Yeah, rồi mời ba bạn.
nhiều ra ít bị. Mâu thủy sẽ được chơi trước. Hai bạn Tú với lại Võ Hoàng Yến quánh tù xì đi, coi ai là người kế tiếp. Một cái duy nhất. Ok nha. Một, hai, ba. Ủa, đâu cái dưới vậy? Một, hai, ba. Thứ nhì, cô gái xinh đẹp mâu thị cũng sẽ bước vào vòng 3. Coi coi bạn sẽ làm được gì nha. Mọi người đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay lại trong vòng ít phút. Vàng hiện giờ người đẹp mâu thủy đang đứng cạnh Việt Hương. Cái này dính dáng đến sức khỏe nha. Trả lời liền sau khi chị nói ABC. Dấu hiệu nào sau đây báo hiệu gan của bạn có vấn đề? A. Thèm ăn nhiều. B. Xuất hiện nhiều nám da. C. Tay chân phù nhẹ. Dạ là tay chân phù nhẹ. Tay chân phù nhẹ là đáp án C. Đáp án C là đáp án không chính xác. B là đáp án chính xác, xuất hiện nhiều nám da. Khi chức năng thải độc của gan không ổn định thì quá trình lưu thông máu sẽ cản trở, từ đó hành trình nhiều vết nám xấu xí trên da. Và câu này Thủy không có trả lời đúng cho nên không được mở rương. Dạ. Mời bạn về chỗ. Cố lên chị. Ủa? Mời đây, Yến đây. Rồi, câu này là một cái về bảo quản nha. Trong ba loại gia vị sau đây, loại nào nên được bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh sau khi đã được sử dụng nha. A. Gừng. B. Hành tây. C. Tỏi. Gừng. Gừng. Và câu A, gừng là đáp án chính xác. Gừng để lâu bị héo hoặc là nảy mầm, sản sinh ra độc tố có hại cho sức khỏe. Nếu muốn giữ gừng tươi tiện lợi khi dùng, bạn nên để chúng ở ngăn đá. Chính xác, mở một rương. Số mấy mọi người? Số 3 đi. 3 hả? Ok nghe. Cái gì vậy? Hay ghê. Mặc cái gì vậy chị chưa thấy luôn. Chai hia. Trời đất ơi, chai hia hả? Chia 2. Hồi nãy là bạn 6.000 điểm. Chia 2 về bạn còn có 3.000 điểm thôi. Ráng trả lời câu này chính xác đi chị. Mở thử cái rương số 2. Mở thử cái rương hồi ra gì luôn. Khi ăn phải thức ăn quá cay nên uống gì để giảm cay? A. Sữa. B. Trà. C. Cà phê. Ba sữa, B, trà, sữa, trà, cà phê hả? Ủa? Sao cái suy nghĩ của mình không giống ba thứ này luôn á? Vậy hả? Chứ em định uống gì vô? Em định uống nước nóng á. Ừ, nóng hả? Bây giờ không có nước ấm thì ba cái này chọn đi. Sữa. Sữa. Trà sữa, cà phê. A là đáp án chính xác. Yeah. Casein, một loại protein tìm thấy trong sữa, có tác dụng như một chất tẩy rửa, sẽ làm cảm giác cay xé trên lưỡi tan biến. À, bạn lại thành công rồi, bạn được quyền mở rương. Vẫn tức á chị. Số 2 dạ, còn chị. Tức số 2, số 2. Còn tức số 2, 3 kìa luôn. 2 triệu. 2 triệu. Số 2 được 2 triệu, chứ chưa bù lại số tiền đã mất. Bạn có 5 triệu, ráng câu này nữa. À, câu này là nấu ăn nha. Nếu sơ chế ngang, con ngang, con vịt á. Dạ, ngang. Dạ. Người miền Tây hơn còn gọi là vịt sim thì phải. À, vịt sim. Dạ. Chúng ta nên bỏ thêm gia vị nào để giảm mùi hôi? A. Là muối. B. Là rượu. C. Là giấm. Rượu luôn. C. Rượu hoặc giấm thôi. Rượu hoặc giấm thôi. Rượu. Giấm. Rượu hoặc giấm thôi. Giấm. Giấm. C là đáp án không chính xác. Trời ơi, rượu. Rượu là đáp án chính xác. Hỗn hợp rượu gừng sát vào da con ngang, con vịt, sau đó nhúng vào nước ấm ấm để khử mùi hôi. Bạn đã mất 1 triệu đồng khi lên đây trả lời. Mời bạn về chỗ. Cố lên anh. Thầy mất 1 triệu rồi buồn quá. Cố lên. Rồi thôi, còn một câu cuối dành cho em. Này, nấu ăn nha, nấu ăn. Dạ, nấu ăn. Nấu ăn. Cách chế biến nào sau đây có thể khiến nấm mộc nhĩ gây độc? A. Ngâm mộc nhĩ với bột mì. B. Ngâm mộc nhĩ với nước nóng. C. Ngâm mộc nhĩ với nước ấm và baking soda. Thật sự là lần đầu tiên em nghe luôn. Ừ. Nhưng mà em theo những người bạn chơi của em thì chọn phương án chỉ đoán là C. C. C là ngâm mộc nhĩ với nước ấm và baking soda. Đó là đáp án. Chắc chưa? Dạ chắc. Đáp án sai. B đúng không chị? Đáp án B là ngâm một nhĩ với nước nóng mới là đáp án chính xác. Là gây nên ngộ độc. Dạ. Việc ngâm với nước nóng ở nhiệt độ cao sẽ khiến mộc nhĩ dễ chín mềm. Hơn nữa, trong mộc nhĩ khô có thể còn sót lại các
Mofulin là chất độc có trong nấm nên cần phải ngâm trong nước lạnh để chất độc này có thời gian hòa tan vào nước à. Bạn không chính xác cho nên không được mở một cái rương hết. Nếu Tú mở thì em mở xe thùng số mấy? Dạ, em mở thùng số 7. Mời bạn. 4 triệu. Ôi trời. Mời hai bạn ơi. À, đến vòng cuối thì tôi rất là vui tại vì Yến bị chia đôi điểm á, mà mọi người hào hứng la lối âm sầm. Cũng may là bé gỡ lại được thêm 2.000 điểm, tổng cộng là cũng được 5.000 điểm đúng lỗ. Không? Lỗ hết ngàn. Lỗ 1 triệu à, trả lại cho em. Và Tú sẽ là đem về 6.000 điểm tương ứng 6 triệu đồng. Mau Thủy cũng đem về 6.000 điểm tương ứng 6 triệu đồng. Thủy ơi, nhưng mà em tới đây em có đem được bí kíp vàng về không? Có nhiều lắm chị, giống như là cái nãy nắm mộc vậy anh chị nói nè, rồi xong rồi kéo tay, xoa tay, rồi kéo tay. Cái đó những cái là em nên học, bởi nên vì học. Em hay nhức đầu nên em dạ. phải học công cái tú. Kíp đó. Dạ, bí kíp là mình quánh tù xì là mình phải để lòn ở dưới chị. Đúng rồi. Mình để lòn dưới, đối phương không thấy được. Không thấy được. Là mình đổi được liền. Vậy còn Yến? Dạ em đem về được rất nhiều bí kíp, đặc biệt là cái mắm mộc nấm mộc nhĩ hồi nãy á, và đặc biệt là không được ngâm nước nóng. Dạ không ngâm nước nóng. Các bạn thấy đó, ngoài là tới đây vui vẻ gặp những người đẹp, đem tiền về và chúng ta xem chương trình lại học được bí kíp nữa. Giờ phát sóng sẽ là 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau với bí kíp. Yeah.